cái này thấy chưa? Chạy vậy đó. Đưa nắm tay đi. Gì vậy? Xe kìa. Hello cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Hôm nay là Noel. Tin sách có chị hai yêu thích lên cho ăn Noel cùng chị ấy nha. Có đất hành hả? Mọi người đi chơi Noel hết rồi. Bây giờ chị có hành thôi. Hành ở đây ha. Đấy trên nha. Và trên cách nha. Đây là món xúc xích chị hai thích ở bên Pháp. Té, té đó, té đó. Ở đây trên. Đó. Mình sẽ cắt ra. Ăn Noel với chị nha. Mỗi năm Noel là đi hát về là cũng đều ăn Noel, ăn những cái món này, mấy món này. À thành. Mấy món này hết hả? Cách lịch ăn cà mè đã rồi thành. Cái này ở trong nó có hột đậu nữa nha mọi người. Hột đậu nữa nè. Cứ hồi xưa là cứ đi châu Âu là chị hay mua cái loại này về cho mọi người ở nhà ăn rồi uống rượu vang với chị. Này ở trong nó có hột đậu nè mọi người. Ngon. Uống với rượu vang. Thì cũng mua cái này, cũng sắp lên rượu vang. Ăn Noel cùng chị. Chị sẽ không có lẻ loi đâu. Đúng không? Mẹ sẽ không lẻ loi đúng không Thành? Đúng rồi, mẹ về đâu ăn Noel chứ mọi người. Đúng rồi. Mẹ về ăn Noel với Thành đó ha. Đúng rồi. Rớt đó nha Thành ơi. Vì chiếu gì? Bị... Đúng rồi, anh sắp lại cho mẹ. Ê, không được cầm dao. Hello. Đúng rồi, đây. Đó, ngon chưa? Thành không tới hả? Thành không tới hả? Thành không tới hả? Không thấy Thành hả? Không tới hả? Đó, ăn chưa? Rồi bây giờ sẽ sắp bánh kem. Trên dưới Thành mới đi mua bánh kem ở tiệm bánh kem về. Bánh kem khúc gỗ ăn Giáng sinh. Được, mọi người đợi nha. Rất là ngon đó. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Phá, ai biểu phá? Ai biểu phá? Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ. Một mùa Giáng sinh vui vẻ an lành và ấm áp bên gia đình. Ăn Noel với chị hai thôi. Xin nhớ Thành mới chạy đi mua cái bánh kem. Mua bánh kem gì nè mọi người. Bánh kem Giáng sinh nha. Cây gỗ Giáng sinh.
Ủa, lấy lộn bánh rồi này, cái nua cái nhà mình khúc cây cái hình kia mà ta. Không mọi người, khui rượu vang uống cùng chị. Ủa cái khui đâu rồi anh ơi? Đúng rồi, thằng có thấy cái khui định để đâu không? Không có lắp kéo phá nha. À bị khui bị nở kia kìa, tính thấy rồi. Mình khui rượu vang ăn mừng Giáng Noel với chị nha. Thôi đừng có đụng nghe Hành, đừng có đụng nghe, nó rớt của trên đó. Đúng rồi, Hành đây đang ngồi ở trên nè. Ngồi cái này. Hành cái này, hai chị mình ăn Noel với mẹ nha. Đúng rồi. Bánh cho Hành ăn nha. Hành ngồi này, Hành ngồi lên mới thấy Hành. Hành ngồi lên. Tôi rượu nha. Cái rượu vang này là của bé Quỳnh Trang gửi cúng cho mẹ Noel. Định nên hôm nay Quỳnh Trang sẽ xuống ăn Noel với mẹ, uống rượu với mẹ trên luôn. Mà phải có đồ show diễn nên nhờ Định khui cho rượu rót cho mẹ giùm. Và Định mua mồi, mua đồ ăn cho mẹ. Rồi nhậu, nhậu với mẹ luôn. Bé nha Thành, bé nha, bé nha, bé nha. Rớt cái bánh nha, rớt cái bánh. Bé, không được làm vậy. Không được làm vậy. Trời. Không có quẹt nữa.
đồng của trên. Thằng cúng mẹ đi. Cúng mẹ đi. Lạy mẹ đi. Lạy mẹ đi. Lạy mẹ, quỳ xuống lạy mẹ, chắp tay lại lạy mẹ đi. Chúc Giáng sinh mẹ đi, rồi lạy xê đây cho đụng đầu. Xê đây cho đụng đầu, rồi lạy đi. Lạy. Mẹ tiếp, lạy. Lạy vậy hả? Rồi chắp tay lại lạy nữa. Lạy mẹ, rồi lạy mẹ. Cúng mẹ Giáng sinh. Vui vẻ an lành. Dạ em rồi anh nha. Nhậu với Thành nha. Nhậu với Thành nha. Lại hoài luôn nha. Mô bạc lại đây. Lại đây mô bạc lại mẹ nha. Mô bạc lại. Chữ an lành, Thành nó quẹt mất tiêu rồi. Bánh Giáng sinh cho chị nha. Hồng Noel. Đây rượu vang. Xúc xích. Thơm. Thấp nhà mẹ. Bầu trở thành là người con có hiếu nhất trong năm, lúc nào cũng thấp nhang cho mẹ hết, dù cắm không tới nhưng mà cũng ráng. Anh đã dính ở nhà, dính bánh kem nữa đi nha, nãy giờ mấy cái chữ của mẹ là hết rồi đó, chữ trên bánh kem là bị dính hết rồi đó. Đây nè, ngồi nhậu với mẹ nè, ngồi đây. Tôi chúc cả nhà một mùa Giáng sinh và một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Cùng đi nào, giờ mời chị nha. Bà cô chú đi. Bye bye. Mày giỡn đi. Thế. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon. Rượu ngon lắm nè. Ai mua rượu inbox mình nha.